Khẩn cấp, tất cả nhà anh chị em nhà đầu tư chúng ta đang cầm những cổ phiếu như Đất Xanh, BDR, Novaland. Thì anh chị em chúng ta cần phải xem gấp video này và các bạn nhớ xem từ đầu đến cuối, bởi đây sẽ là một cái video cực kỳ quan trọng trong cái quá trình đầu tư của anh chị em. Và ngày hôm nay là một cái phiên tương đối là tệ hại với nhiều anh chị em chúng ta đang cầm những cổ phiếu về bất động sản và đặc biệt là những cổ phiếu Na vừa kể tên. Thì trong khi mà thị trường của chúng ta nó chỉ có rung lắc ở đâu đó là khoảng 4 điểm, đúng không? Chỉ 4 điểm thôi. Nhưng mà các cổ phiếu liên quan đến bất động sản như là Đất Xanh, như BDR nó đã cho chúng ta những cái cây gãy tương đối là mạnh. Vậy thì liệu rằng có một cái biến cố nào hay không? Và chúng ta có thể ngồi đây và nghe hết cái video này giúp Na, bởi vì đây sẽ là một cái video giúp các bạn từ nay về sau sẽ thay đổi được về mặt tư duy. Và đồng thời ở cuối video này Na cũng sẽ dành tặng một phần mini game cho anh chị em, nên có gì mọi người nhớ ở lại để chúng ta chơi mini game nha. Thì ở đây thì chúng ta cần suy xét một chút thôi, đó là có phải trong phiên ngày hôm nay tất cả cổ phiếu nó đều giống con Đất Xanh hay không. Thì xin thưa chắc chắn là không, bởi vì thị trường của chúng ta nhìn chung nó mới chỉ là đi ngang thôi nhá, nó còn chưa gọi là được một nhịp chỉnh thực tế. Bởi vì dù sao thì thị trường nó cũng đã quanh quẩn những cái mốc đâu đó khoảng 128x đến 1.300 quanh đây, biên đâu đó mười mấy 20 điểm thì nó cứ quanh quẩn ở đó chứ nó chưa hề ảo xuống một cái cây nào. Nên thành ra chả phải cổ phiếu nào nó cũng giống như Đất Xanh, đúng không? Và ngày hôm nay anh chị em chúng ta sẽ thấy được một cái trường hợp, đó là trường hợp của TB Bank, là một trong những cái cổ phiếu không những không giảm mà còn tăng tiếp tục. Và rõ ràng đó là không chỉ một mình TB Bank mà có rất nhiều những cái cổ phiếu khác nó đang làm được những cái hành vi tương tự như vậy. Vậy thì chúng ta nhìn sơ qua một sự so sánh giữa TB Bank và Đất Xanh thì thực sự ngày hôm nay cổ đông bất động sản là một cái ngày cực kỳ là đau lòng và tương đối là rát. Bởi vì trong khi những cổ phiếu khác, thậm chí ngày hôm nay thị trường điều chỉnh mà bên hệ thống của Lena vẫn có rất nhiều khách hàng mà nắp tăng. Nhưng mà lỡ như mà các bạn xui các bạn cầm những cổ phiếu bất động sản là ngày hôm nay là các bạn có khả năng phải đi cắt lỗ, chứ không thể đơn giản một chút nào. Thị trường nó cực kỳ cạnh tranh như vậy thì có một cái trạng thái mà nhiều nhà đầu tư ngày hôm nay sẽ đặt ra, và nhất là những anh chị em nhà đầu tư bất động sản, chúng ta sẽ có một cái cảm giác rằng là có phải là do mình không may hay không. Bởi vì ủa trời ơi, thị trường có bao nhiêu cổ phiếu như vậy mà tôi cứ lao vào những cái cổ phiếu mà trời đánh. Kể cả trong dòng bất động sản thì đâu phải cái con nào giảm mạnh như mấy cái con đấy đâu. Có những cổ phiếu như KDH hay HDC nó vẫn giữ giá tương đối tốt, nhưng tại sao con của tôi nó như vậy? Đó thì anh chị em phải nghe hết video này một lần nữa nhắc lại, bởi vì đây sẽ là những cái thứ giúp các bạn có thể thay đổi được cái tư duy. Và ở đây thì anh chị em thấy những chia sẻ nào hay, nhớ cho kênh nút like để chúng ta gặp nhau nhiều hơn. Ở đây ví dụ để nói về câu chuyện may mắn thì các bạn có thể thấy được là Na phải đồng ý nói với các bạn rằng là hệ thống bên Na thời gian vừa qua cũng tương đối là may mắn. Na cầm được vào những cái cổ phiếu tương đối khỏe của thị trường như là TB, như là MSB, như là những cái cổ phiếu như là MBS của chứng khoán. Thì nhìn chung là cũng có tương đối những cổ phiếu khỏe trên thị trường mà Na nắm được. Và thật sự là Na nhiều khi Na cũng không biết rằng là thị trường có rung lắc hay không khi nhìn vào những cổ phiếu của mình. Nhưng mà có liệu rằng bởi vì Na chiến thắng bởi vì may mắn hay không? Thì Na cũng nói với anh chị em luôn, đó là những con sóng trước, nếu các bạn không biết thì Na tự nói luôn, đó là Na được rất nhiều bạn đặt cho một cái biệt danh bởi vì người ta không mê Na lắm. Và không mê bởi vì cảm thấy rằng là ủa sao cổ phiếu mạnh nào Na cũng có. Tức là người ta cảm giác rằng là con bé này nó có nổ hay không. Thì Na tự đặt tên cho mình luôn đấy. Các bạn gọi Na Na nổ, Na nhận Na Na nổ luôn. Thế đây thì Na muốn nói với anh chị em đó là Na không nghĩ rằng là 100% cái chiến thắng của Na nó là sự may mắn. Đương nhiên nó sẽ luôn có cái sự may mắn trong đó, nhưng tỷ lệ cao đó là một cái sự nỗ lực rất lớn. Và cái sự nỗ lực đó Na phải dành tâm huyết rất nhiều, Na nghiên cứu thì Na mới có thể đến được cái đích nó gọi là cái sự may mắn của nhiều người nghĩ. Vậy thì ngày hôm nay Na muốn làm sao đó để anh chị em chúng ta tự bản thân mình phải giành lấy được cái sự may mắn của bản thân. Mình sẽ không phải mua vào những cái cổ phiếu như Đất Xanh, mà mình sẽ có thể cầm được những cổ phiếu như TB Bank. Vậy thì ở đây, đó là với Na thì cái câu chuyện về may mắn thì chắc chắn là anh chị em đồng hành cùng Na sẽ biết nó là như thế nào. Từ những thời điểm đâu đó là giữa tháng 9 là Na bắt đầu chia sẻ cho các bạn về cái câu chuyện đó là kế hoạch đón sóng cuối năm 2024. Và từ đó thì hệ thống bên Na cũng đã đánh được chủ lực vào dòng banh. Sau đó là một cái video chia sẻ cực kỳ chi tiết về tinh hoa dòng dẫn dắt, đúng không? Về những cái câu chuyện cổ phiếu mạnh yếu, đào tạo hệ thống vào ngày 29 tháng 9 giúp Na có được những cổ phiếu khỏe. Và trong những cái ngày mà Na chia sẻ trong ngày hôm qua của thị trường thì Na cũng nói thêm với anh chị em một cái vấn đề, đó là giai đoạn này anh chị em hãy nhớ giúp Na này, đúng sai nhiều khi nó cũng vô nghĩa lắm, nhưng mà các bạn hãy nhớ đó là người đau nhất và tổn thương nhiều nhất trên thị trường này chính là những cái người mà thay đổi quan điểm giữa chừng. Những người này sẽ cực kỳ đau đớn, bởi vì sao? Bởi vì ví dụ như là kỳ vọng thị trường up từ đầu thì chúng ta đã có một cái vị thế giá vốn tốt,
hoặc là những cái người mà kỳ vọng đao luôn thì người ta kiên quyết thì coi như giữ được tiền, nhưng chỉ những cái ông mà thay đổi quan điểm mà sai lúc thì những ông đó là chết ngắc, đúng không? Chết ngắc luôn. Thị trường ở dưới thì sợ kêu đợi chỉnh, nhưng nó đâu có chỉnh cho nhanh đâu, nó kéo lên trên đằng dời luôn, xong cho các bạn đi mua đuổi đuổi mà gặp ngay cái cú chỉnh thật, chật nhịp lần tiếp theo. Và ngày hôm nay nhiều bạn bắt đầu là nhắn tin cho Na: em ơi, trời ơi em ơi, bây giờ là chị lỡ mua đuổi rồi, chị lỡ không nghe lời em rồi, em nói rằng là chúng ta cần phải ôm cổ mạnh thôi, cổ yếu mình canh kéo mình bán ra, nhưng mà lúc đó chị FOMO quá, chị lỡ nhảy vào múc mấy con bất động sản rồi, chị nhảy vào múc mấy con thép rồi, nhảy vào múc chứng khoán rồi, bởi vì mấy cái con banh nó cao quá chị không múc được. Bây giờ chị đi múc những cái cổ phiếu mà nó chưa lên thì đến ngày hôm nay là bắt đầu chị hoảng rồi, bởi vì các bạn gia tăng quy mô vốn nữa. Thì đó thực sự là một trong những cái thứ mà nó sẽ phá hủy cái quá trình đầu tư của anh chị em nhà đầu tư. Bởi vì ngày hôm qua là có nói trong livestream tối qua rằng là lần này các bạn mua sai thì các bạn yên tâm, Năng nghĩ rằng cái tỷ lệ để các bạn kẹp hàng được thua lỗ quá lớn nó sẽ không quá cao. Tuy nhiên thì các bạn còn giữ một cái động thái mà mình đầu tư như vậy trong tương lai thì anh chị em nghĩ các bạn đánh có bền nổi không? Bởi vì đầu tư nó chỉ có một mạng thôi, chúng ta chỉ có bằng đấy số tiền thôi, tiền công sức bỏ ra nó cực kỳ khó. Vậy chúng ta cần phải nghiêm túc hơn để chúng ta tìm ra một cái con đường để chúng ta đầu tư cho nó chuẩn chỉnh. Ở đây thì ngày hôm nay có một khách hàng nói với Na cái điều như sau. Đó là mua theo Na yên tâm lắm, đúng không? Cái này là ngày hôm qua là nó có nói với Na là mua theo Na yên tâm lắm. Những cái lượng, nhưng mà nhiều lúc là chị đi lệnh thì chị chưa đi đúng quy mô của Na. Vậy thì Na muốn nói với anh chị em một điều mà livestream tối qua có nói, nhưng mà live tối qua Na xóa rồi. Nên thành ra là bây giờ anh chị em chúng ta nghe video này để bù. Đó là đi đầu tư để mình có được một cái cảm giác an nhàn mà không phải lúc nào cũng đi lo sợ một cách quá đáng lên đó. Thì Na nghĩ rằng là anh chị em bắt buộc phải có một thứ nó gọi là lá bùa hộ mệnh cho anh chị em. Và cái lá bùa hộ mệnh này nó không đến từ cái câu chuyện mà chúng ta thắp nhang với tổ tiên đúng không, là đùa anh chị em là thế, mà nó đến từ cái câu chuyện đó là tôi tạo nên lá bùa đó, tôi hiểu biết và tôi tạo nên lá bùa đó. Và với Na, cái lá bùa hộ mệnh của Na nó sẽ bao gồm những yếu tố như sau. Một, đó là nó phải là giá vốn thấp. Thứ hai, chúng ta phải cầm được cổ phiếu mạnh. Và một thứ nữa quan trọng cực kỳ, đó là đi vốn chuẩn. Ba yếu tố này sẽ tạo cho anh chị em một cái lợi thế rất lớn so với những nhà đầu tư khác, đúng không? Để các bạn có thể là có được một cái tỷ lệ thắng cao nhất thị trường với một cái tỷ suất sinh lợi hơn thị trường. Chứ còn phần lớn nhà đầu tư là chúng ta 95% thua lỗ, chứ đừng đến nói cái câu chuyện là tỷ suất sinh lợi bằng thị trường. Ngoài ra, tại sao Nay lại nói rằng là có cần ba thứ này để tạo nên được một cái lá bùa hộ mệnh cho anh chị em? Đây là tin nhắn mà đang gửi cho Nui VIP sáng nay. À, thì nó có nói đó là giá vốn thấp giúp các bạn trải qua được các pha chỉnh dù là chỉnh lớn, đúng không? Nếu giá vốn cao thì khi mà chỉnh nó sẽ phải thực hiện hóa số lỗ và nó khó quay lại mua cổ phiếu sau đó. Nên là cái vị thế là một cái thứ nó cực kỳ quan trọng. Tiếp theo đó là Na không bao giờ đưa cho các bạn cái tư duy đó là cổ phiếu nào chúng ta cũng sẽ mua được. Tại sao mà ở những cái giai đoạn mà khi mà thị trường bắt đầu chuyển mình và hệ thống của chúng ta bắt đầu là chia sẻ về cái câu chuyện đi săn nhầm dẫn từ ngày 17 tháng 9. Na lên video đó, Na cho các bạn một cái tư duy nó tương đối là khác biệt. Na cho rằng thị trường này bắt buộc anh chị em phải đi săn cổ phiếu leader. Chúng ta phải săn vào những cổ phiếu khỏe nhất thị trường mà chúng ta sẽ không đánh lan man. Bởi vì giai đoạn đó nó đã khẳng định với các bạn thị trường sẽ có những cổ phiếu không lên hoặc đi lên không xa. Ví dụ, là cảnh tỉnh với anh chị em từ thời điểm đó với những cổ phiếu như BFC. Thì dù thị trường đi lên được mấy chục điểm rồi, cổ phiếu này từ đỉnh về nó chỉ có lai xuống thôi. Thì các bạn ôm những cổ phiếu này có phải là tan nát cõi lòng không? Chứ đừng nói đó là uptrend rồi mua con nào cũng ăn. Đó là một cái tư duy mà nó nghĩ rằng là không thể nào mà sai hơn được nữa. Mà bây giờ thì lúc nào số đông cũng hay nói thế đấy, làm nên các bạn nghĩ rằng là ở số đông là đúng. Không phải đâu, số đông hay bị lừa lắm. Vậy thì cái cổ mạnh chính là cái yếu tố mà Na nghĩ là cực kỳ quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý. Và ngoài ra đi vốn thì cái vấn đề đi vốn đi thôi, không cần phải nói. Những cái vấn đề này giá vốn thấp thì Na nói rồi. Hoặc là cái vấn đề về đi vốn thì Na đã làm những cái video thiết kế danh mục cho VIP, thì các bạn nhớ mà xem. Còn ngày hôm nay sẽ đặc biệt nhấn mạnh cho anh chị em một cái vấn đề về cổ phiếu mạnh và cổ phiếu yếu. Bởi vì với Na, đây sẽ là cái yếu tố giúp các bạn ha, đó là chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ thắng vượt trội. Và tất cả những anh chị em nào ở trong Room VIP, dù các bạn đã tham gia cái buổi học liên quan đến tinh hoa dòng dẫn dắt, để Na chia sẻ cho các bạn về dòng dòng dẫn, chia sẻ về cổ phiếu mạnh, cổ phiếu yếu, đặc điểm nhận dạng hay cách săn cổ phiếu mạnh, thì Na đều chia sẻ hết. Thì các bạn nhớ ngồi lại xem hết video này, tuyệt đối không được đi. Bởi vì sao? Trong video đó Na đã nói với anh chị em, Na sẽ không lấy quá nhiều dẫn chứng trong video đó, để Na đưa cho các bạn một cái mệnh đề để các bạn kiểm chứng ngược lại trên thị trường. Vậy thì ngày hôm nay Room VIP
thử vào, thử xem cái video đó và các bạn nhìn nhận lại trên thị trường coi những yếu tố nó chia sẻ cho các bạn trong buổi ngày hôm đó nó có ứng dụng được lên thị trường hay không. Đó, còn ở đây thì khi nói về cái câu chuyện cổ mạnh thì Nam muốn nói với các bạn một điều. Đó là chúng ta kiếm tiền là mình kiếm theo thị trường thôi. Tức là ví dụ mà thị trường nó đi lên tốt, uptrend thì chúng ta sẽ kiếm nhiều nhất có thể. Còn nếu như mà thị trường của chúng ta gọi là ví dụ nó tăng nhẹ nhẹ, vậy thì mình chỉ cần mà mình giữ được tiền hoặc là mình lời nhẹ là được rồi. Còn trong một cái thị trường á, mà nó gọi thị trường khó, một cái thị trường giảm điểm, những cái cây bán tháo, thì các bạn phải chấp nhận là mình sẽ cần có những khoản thua lỗ. Tức là chúng ta chỉ có thể kiếm được tiền theo thị trường thôi, chứ mình không có cách nào mà thị trường xuống mà mình đòi kiếm tiền lên cả. Mình không thể nào mà bắt một thị trường rơi vài chục điểm rồi cổ phiếu chiết khấu 20-30%, mà khi đó là trong thời điểm thị trường rơi đó các bạn có thể có được một tỷ suất sinh lời cả. Chúng ta kiếm tiền là theo thị trường, chúng ta không thể kiểm soát được thị trường. Nhưng với Na nè, Na làm sao đó Na phải có cái tỷ lệ thắng cao nhất thị trường đó mới được. Đó là cái sự khao khát của Na, dẫn đến một cái tư duy đánh cực kỳ sát thủ của Na. Na không chấp nhận đó là cổ phiếu nào Na cũng sẽ mua vào và nó được nằm trong danh mục của Na đâu. Bởi vì ở đây Na sẽ cho các bạn hiểu lý do vì sao Na lại phân biệt, một cái sự phân biệt cực kỳ rạch ròi giữa cổ phiếu mạnh và cổ phiếu yếu. Nếu các bạn thấy những chia sẻ của Na hay, nhớ là phải ấn một cái nút like, một nút follow kênh, đồng thời share cái livestream này cho những người bạn bè mà có đầu tư cùng anh chị em. Bởi vì nhiều người đang nghĩ đến thời điểm này các bạn vẫn chưa tỉnh ngộ và thoát được khỏi cái tư duy này. Và nhiều bạn chúng ta vẫn còn chưa hiểu là cổ mạnh, cổ yếu nó là cái gì, cứ mua đại thì thế là chết. Ở đây để so sánh sơ lược thôi, đây chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Thì bạn nào muốn kỹ hơn thì vào hệ thống VIP để các bạn học kỹ hơn. Ở đây thì so với cái Verni á, khi mà Verni chưa lên thì cổ phiếu mạnh nó đã lên trước rồi. Và những cái cổ phiếu yếu thì nó cũng lờ đờ ở đấy thôi. Bởi vì cổ phiếu mạnh là những cái cổ phiếu được dòng tiền lựa chọn đầu tiên. Và dòng tiền lựa chọn đầu tiên thì anh chị em không cần phải phân tích cơ bản đâu. Bởi vì sao? Bởi vì tổ chức biết trước cơ bản, nó sẽ đập tiền vào những cổ phiếu có cơ bản, có câu chuyện hay nhất vào thời điểm đó. Nên là tại sao nó ít phân tích cơ bản với các bạn là vậy. Chứ bây giờ dòng nào chả có câu chuyện. Ngoài ra, khi thị trường bắt đầu nhú lên thì các cổ phiếu mạnh nó sẽ lên cực mạnh, và các cổ phiếu yếu nó có thể không lên hoặc yếu. Thì trong giai đoạn vừa qua khi thị trường đi lên thì Na đã lấy dẫn chứng cho bạn quá nhiều. BFC là một ví dụ. Hay các bạn nhìn thấy những cổ phiếu như DGW nó có lên nổi không? Không, thị trường lên con này có lên đâu. Hay những cái cổ phiếu như P&G thời gian vừa qua có lên miếng nào không? Không. Đó là một cái nỗi đau nhức nhối mà rất nhiều anh chị em chúng ta gặp trong thời gian vừa qua. Vậy tại sao mình không gỡ bỏ nó ra đi? Ngoài ra không chỉ những cổ phiếu này mà các bạn sẽ thấy rất rất hằng hà xa số những cổ phiếu khác. Thậm chí là khi thị trường lên nó còn giảm điểm. Và có trong những cái ngày vừa qua các bạn sẽ thấy một trạng thái. Đó, trong ngày hôm qua Na biết là Midcap nó sẽ tăng giá. Ông Na có nhắn trong group VIP là Midcap Na biết nó sẽ tăng giá. Tuy nhiên Na sẽ không có mua và Na sẽ đợi, chứ Na không có chấp nhận là Na FOMO vào. Bởi vì sao? Bởi vì Na biết một cái trạng thái thôi. Các cổ phiếu lên sau của thị trường phần lớn là cổ phiếu yếu. Na chỉ nói là phần lớn, không phải 100% nha. Phần lớn các cổ phiếu lên sau của thị trường là các cổ phiếu yếu. Bởi vì Verni của chúng ta trong cái nhịp này nè, nó là cái nhịp tăng tính từ cái ngày dưới đây lên đến trên đây vẫn là một nhịp tăng. Chứ nó chưa xảy ra một cái nhịp điều chỉnh nào để có thể gọi là đóng một cái pha tăng này cả, để nó qua một pha tăng mới thì chưa có. Nên thành ra đó là các cổ phiếu lên sau thường sẽ có một cái đặc tính, đó là tỷ lệ thành công rất thấp. Và điều này có chia sẻ trong group VIP, các bạn cần phải lưu ý trong cái buổi học về tinh hoa về dòng dẫn nó đã chia sẻ rất kỹ. Đó là về cái câu chuyện cổ yếu nó không phải là nó không thể lên, nhưng khi lên nó không được xa và khả năng thất bại rất là cao. Thì các bạn có thể nhìn thấy ví dụ, đúng không? HHV nhiều bạn sẽ cho là một cổ phiếu mạnh. Thì Na khẳng định với anh chị em rất nhiều lần, HHV sẽ không phải là lựa chọn dòng tiền của Na trong con sóng này. Nó chỉ dành để đánh T cộng một vài nhịp thôi. Vậy thì ngày hôm qua nó bùng nổ lên, rất nhiều người sẽ đua vào những cây trên cao này và nhận lại trái đắng, đó là hàng chưa về luôn, là phủ nhận cây tăng rồi. Tức là tỷ lệ thất bại của nó quá cao. Các bạn nhìn qua những cổ phiếu chứng khoán thì đến ngày hôm nay duy nhất có một cổ phiếu nó lên được, ORS. Còn những cái thằng khác ngày hôm qua nổ lên, CTS nổ lên, cuối cùng đâu có lên ở đâu anh chị em. Đó, tức là các bạn phải nhìn thấy được một cách rất rõ ràng trên thị trường thế nào là một cổ phiếu mạnh và một cổ phiếu yếu. Và đó là khi thị trường lên nhé. Nó không lên cho các bạn còn may, nhưng khi thị trường giảm điểm nè, những cổ phiếu mạnh nó sẽ giảm rất ít, hoặc thậm chí nó không thèm giảm. Còn những cổ phiếu yếu nó sẽ giảm mạnh, thậm chí giảm trước thị trường. Vậy thì ở đây Na lấy một cái ví dụ rất đơn giản thôi. Oi, cái cổ phiếu này mạnh hay yếu? Yếu rõ. Khi thị trường lên không lên, khi thị trường xuống cắm đầu, rất nhiều người cứ đòi đi mua giá rẻ. Và đây là cái kết quả cho bạn với câu chuyện giá rẻ. Giá rẻ nó không phải mục tiêu mua của Na. Na mua bởi vì điều kiện và Na thích săn cổ phiếu mạnh. Đó là cái tư duy của hệ thống Leona Stock.
Ngoài ra, nó có thể lấy dẫn chứng cho anh chị em. Đó là về cái câu chuyện đó là khi thị trường giảm, những cổ phiếu mạnh nó giảm rất ít. Bây giờ chúng ta quay ngược qua với những cổ phiếu dòng banh. Rất nhiều bạn có một cái tư duy rằng là banh lên cao rồi thôi nhảy có mid cap mua. Thì thật ra nó cũng đúng. Rằng là ok con này cao quá rồi thì không mua được. Nhưng cái tư duy đó là chọn một người thay thế là tư duy sai lầm. Các bạn phải chọn vào cái bọn mạnh nhất, bọn dẫn đầu, đừng chọn người thay thế. Trong thời gian tới, sau khi thị trường set up cái vùng này xong, thì những cổ phiếu kia nó sẽ có tiềm năng. Tuy nhiên, rất nhiều bạn chọn sai. Đó là các bạn nhất quyết là có không nhảy vô banh mà bạn nhảy vô những cổ phiếu kia, dẫn đến đó là đất xanh. Ngày hôm nay bay màu. Thôi không nhắc lại mất công các bạn đau. Còn các bạn nhìn thử TP Bank này. Thị trường có điều chỉnh không khi nhìn vào cổ phiếu này? EIB này, thị trường có điều chỉnh không khi nhìn vào cổ phiếu này? Thị trường có điều chỉnh không khi nhìn vào MSB? Đây là cái cổ phiếu mà đã phím trực tiếp trên cái kênh này. Thì anh chị em chúng ta cần phải lưu ý và nắm phím cho bạn ngay từ cái vùng nền này. Đó, nhìn đi nhìn lại các bạn sẽ nhận ra một cái vấn đề rất rõ. Đó là cổ phiếu mạnh và cổ phiếu yếu, cái sự chênh lệch của nó quá lớn. Trong khi thị trường điều chỉnh rung lắc N phiên, cổ phiếu yếu, rụng nụ, chiết khấu từ đỉnh 8% như đất xanh, thì có những cổ phiếu nó tiếp tục tăng giá. Và ở đây thì trong những cái ngày gần đây thì Na có chia sẻ cho anh chị em một cái tư duy, đó là chúng ta cần phải gọi là cơ cấu danh mục, đúng không? Bởi vì với Na rằng là khi mà thị trường lên đến vùng này, Na thấy rằng là banh dần dần nó gần hết dư địa rồi, thì nó sẽ tạo ra những cái cú gọi là cú hấp thụ lại, thì nó sẽ xảy ra rung lắc. Thì khi mà thị trường rung lắc như vậy thì Na biết một cái vấn đề, đó là chúng ta cần phải cơ cấu lại cái danh mục. Và cái tư duy của Na đó là khi mà chúng ta hạ quy mô danh mục, chúng ta phải lựa cái con yếu chúng ta tỉa trước, con mạnh bán sau, vì nếu thị trường rủi ro, con yếu sẽ tiềm ẩn rủi ro cao nhất. Bây giờ chúng ta áp dụng vô đi. Con yếu là con nào? Và con mạnh con nào? Nếu các bạn bán đi những cổ phiếu dòng banh, thì liệu rằng bán ở đỉnh thị trường có phải là tuyệt vời, hay bán ở đỉnh thị trường thậm chí đó là rớt hàng? Còn nếu như các bạn giữ lại những cái cổ phiếu các bạn cho là rẻ bởi vì nó chưa tăng, thì đôi khi nó rẻ nhưng nó còn báo. Nó đã không lên rồi nhưng nó giảm là nó giảm tới bến. Vậy thì tư duy sai lầm đó, Na nghĩ các bạn cần phải thay đổi. Và đây thì nhiều bạn chúng ta kiểu thế Na nói mạnh yếu là thế nào? Na có thể chỉ ra cho mình được tại sao đất xanh nó lại là cổ phiếu yếu được không? Bởi vì từ đáy nó đánh lên, nó là một trong những cổ phiếu tăng giá tốt như thế, nó tăng vài chục phần trăm như thế, làm sao dám kêu nó là một cổ phiếu yếu? Thì ở đây thì có lẽ đó là nhiều bạn chúng ta chưa hiểu một cách gọi là chuẩn chính nhất về cái tư duy về một cổ phiếu mạnh và yếu. Đó thì Na muốn chia sẻ cho bạn thêm một cái vấn đề như sau, để nói về cái cổ phiếu mạnh yếu, chúng ta cần phải phụ thuộc vào hai đặc điểm. Đó là một là vào dư địa và thứ hai là vào sức mạnh. Dư địa của một cổ phiếu là nó cần phải có nền giá thì thôi cái này không nói, nhưng mà đất xanh nó bị phạm một điểm chí mạng, đó là cái vị trí của nó quá thấp so với thị trường hoặc là so với những cổ phiếu khỏe. Bây giờ các bạn nhìn thử nè, giữa cái con TP Bank, một cái cổ phiếu so với cái vùng nền giá của nó vượt những cái vùng đỉnh 52 tuần, đúng không? Còn với những cái cổ phiếu như đất xanh thì nó có một cái động thái nó nằm ở quanh những cái vùng đáy 52 tuần. Vậy thì đâu là thằng thấp hơn? Đó chính là đất xanh. Và đất xanh khi mà nó gặp một cái thế chí mạng là nó nằm quá thấp so với thị trường chung và so với những cổ phiếu khác thì nó sẽ bị yếu thế. Bởi vì sao? Nó đã từng giải thích đất xanh, nếu bạn nào muốn nghe chuyên sâu hơn à, đất xanh là một cổ phiếu tích cực lắm, là cho vùng này tích lũy đó, là cho được tích lũy luôn. Vậy thì trong vùng tích lũy, mục tiêu của tổ chức không phải là đẩy giá, mục tiêu của tổ chức trong vùng tích lũy nó sẽ là gom hàng giá rẻ và rũ bỏ nhà đầu tư. Vậy nên khi mà cổ phiếu mà chưa thực sự bước vào một pha tăng giá thì đó là những cổ phiếu không có sự đảm bảo của tổ chức rằng là cổ phiếu sẽ được tăng giá một cách bền bỉ và mạnh mẽ. Nên tại sao với Na, đất xanh nó chỉ phù hợp cho các bạn đi đánh ngắn mà thôi. Và Na nhất quyết, Na nói với anh chị em trong group VIP một cái vấn đề, đó là anh chị em ơi, Na sẽ không thể nào giữ được những cổ phiếu này ở lại. Và anh chị em có thể thấy đây là cái tin nhắn mà Na chia sẻ cho room VIP của Na. Bởi vì có nhiều khách hàng hỏi Na đó là những cổ phiếu như BDR này kia là mình có giữ không em? Mình có giữ BDR không em? Chứ là chị thấy là BDR thì em lại chê. Bởi vì trong đào tạo Na nói thẳng thì ở đây thì khách hàng có hỏi nè, vào ngày 30 tháng 9 anh chị em sẽ thấy. Và lúc đó Na có nói các bạn cơ cấu danh mục rồi. Thì khi đó anh chị em Na trả lời đó là cổ này không phải mục tiêu đánh sóng, nên em sẽ không cầm. Thì đó là cái sự lựa chọn của Na. Và hy vọng rằng là với những cái chia sẻ của Na đó thì các bạn sẽ hình dung cho mình được đâu sẽ là mục tiêu đánh của anh chị em, chứ mà mình sẽ cán bằng tất cả mọi thứ. Các bạn phải có cái quyền kiểm soát và các bạn phải làm sao đó để tôi ôm vào được những cổ phiếu mạnh nhất, để tỷ lệ thắng của tôi là cao nhất.
Ngoài ra muốn trẻ chia sẻ thêm với các bạn về một cái mệnh đề như sau, đó là về câu chuyện tỉa cỏ trồng hoa. Na kiếm tiền là kiếm theo thị trường, nhưng Na phải kiếm được với tỷ lệ thắng là cao nhất có thể. Hãy nhớ điều đó. Với Na thì ngày hôm qua, 3 ngày gần đây là cảnh báo bạn không được đuổi giá. Cảnh báo các bạn là phải tỉa cỏ trồng hoa. Cảnh báo các bạn là buộc phải giữ lại những cổ phiếu khỏe nhất. Bởi vì sao? Bởi vì Na từng chia sẻ là những cái cổ phiếu mà gọi là khỏe các bạn đừng bao giờ bán. Tại vì sao như vậy? Na không bao giờ tự mình sáng tạo được một cái phương pháp, Na còn quá trẻ. Mà Na lấy lại từ những cái tư duy của những nhà đầu tư huyền thoại, và Na từng có nói một cách rất gay gắt với anh chị em, đó là Na năn nỉ anh chị em tin em đi. Bởi vì á, những người đầu tư, những nhà đầu tư huyền thoại, người ta có một cái quá trình đầu tư và được kiểm chứng rõ ràng. Người ta gọi là muốn chia sẻ cái giá trị đó đến cộng đồng. Thì các bạn không tin, các bạn đi tin ai không à? Với Na thì Na may mắn, Na gặp được những cái quyển sách nó quá tuyệt vời để Na có thể có cho mình được những cái tư duy rất là giống những cái nhà đầu tư mà trong những cuốn sách đó chia sẻ. Đấy, đây là cái cuốn sách mà nó trích ra từ cuốn sách của Mark Minervini. Thì các bạn nào chúng ta thích thì các bạn có thể vô cộng đồng á, hoặc cộng đồng ở dưới cái phần bình luận ở dưới, thì các bạn có thể tham gia để Na gửi cho bạn những cái cuốn sách file PDF này nếu các bạn thích. Còn đây thì Na đọc một phần cho bạn xem, đó là nếu mà trong danh mục của anh chị em chúng ta gồm 6 cổ phiếu và có 4 cổ phiếu hoạt động tốt nhưng 2 cổ phiếu hoạt động bình thường hoặc kém, thì đây là thời điểm nên tái cơ cấu danh mục. Được không? Để làm điều này, bạn không cần phải bán tháo toàn bộ 2 cổ phiếu hoạt động kém. Thay vào đó, bạn có thể giảm quy mô vị thế ở 2 cổ phiếu này. Ví dụ ở 2 cổ phiếu hoạt động kém, bạn có thể bán một nửa vị thế sau và sau đó mua lại cổ phiếu tiềm năng hơn. Được không? Còn ở đây tiếp tục một cái tư duy, đó là đừng bán những cổ phiếu dẫn dắt quá nhanh. Hãy tiếp tục nắm giữ vị thế của bạn ở những cổ phiếu tăng giá nhanh, đặc biệt nếu thị trường mới khởi đầu một chu kỳ tăng giá và cổ phiếu của bạn đang mua nằm ở những nhóm ngành dẫn dắt thị trường. Bạn không nên bán quá sớm chúng, vì đã có lãi, bạn muốn chuyển sang mua những cổ phiếu khác. Đôi khi cổ phiếu tốt nhất để mua chính lại là cổ phiếu bạn đang sở hữu. Vậy thì các bạn chỉ cần kết hợp hai tư duy này lại, nó sẽ ra cái tư duy tỉa cỏ trồng hoa mà Na thường hay chia sẻ cho anh chị em. Và trong room VIP, các bạn hãy xem kỹ lại coi những cái hành vi Na đã làm, quy tắc 2 đổi 1 hay đừng bán cổ phiếu dẫn dắt quá nhanh, Na thực hành trong room VIP như thế nào. Với những cổ phiếu giả định như con GVR, đúng không? Thì khi mà thị trường nó kéo lên trên đây, cổ phiếu không kéo, nó đã bán ra phần 2 rồi. Đến nó đợi xem khi thị trường rung lắc, cổ phiếu có trở nên mạnh hơn hay không. Hay những cổ phiếu như KDH, đó khi thị trường nó có những cái động thái mà nó ở đây, nó mua ở đây nè. Thì khi mà nó kéo lên đây, nó thấy nó không mạnh, nó bán 1 phần 2. Để nó xem là hành vi của nó sẽ là như thế nào, rồi nó sẽ tính sau. Đó, và các bạn sẽ để ý nhá, với cùng một cái quy tắc về câu chuyện về cổ phiếu mạnh bây giờ áp ngược, đó là so vị trí, các bạn sẽ thấy là trong dòng chứng khoán, trong dòng bất động sản, tại sao Na luôn nói với anh chị em để mà cược sóng thì các bạn bắt buộc phải lựa chọn những cổ phiếu như KDH hay là những cái cổ phiếu trên cao. Bởi vì các bạn thấy trong ngày hôm nay những cổ phiếu như KDH giảm 1.7%, những cổ phiếu như BDR ngày hôm nay đang có một cái mức giảm đó là 5.5%. Đúng không anh chị em? Nó là có một cái sự khác biệt rất lớn, nó sẽ giảm thiểu rủi ro cho anh chị em, nên Nam mới nói đó chính là cái lá bùa hộ mệnh cho anh chị em. Rồi tiếp tục cái vấn đề về tỉa cỏ trồng hoa, thì Nam có chia sẻ với các bạn đó là chúng ta cơ cấu bớt để chúng ta đảm bảo an toàn. Bởi vì chúng ta không thể nào biết rằng cái cú điều chỉnh này nó sẽ lớn hay nó sẽ bé. Và chúng ta cũng sẽ không biết rằng những cái cổ phiếu yếu nó sẽ bị tác động, nó giảm bao nhiêu phần trăm. Nên thành ra để an toàn nhất thì mình sẽ cần cơ cấu những cái cổ phiếu yếu nó đi. Mình loại bỏ những cái cành cây nó yếu đi, để nếu như có bão đến thì cái cây nó sẽ không bị đổ, hoặc nếu nó có đổ nó cũng sẽ là một cái cây nó tương đối gây ít thiệt hại cho cái môi trường chung ở ngoài đó. Vậy thì với Na đây là một tư duy rất quan trọng. Đó. Ngoài ra thì Na cũng có nói thêm đó là tại sao Na cần phải cơ cấu. Bởi vì Na muốn rằng là Na sẽ cần phải mua vào được những cổ phiếu khỏe nhất. Bởi vì Na biết thị trường chỉ cần có điều chỉnh một phát thôi thì siêu cổ xuất hiện ào ào. Nên là ở đây thì với Na, Na cho rằng là anh chị em chúng ta hãy nhớ một cái trạng thái mà các bạn coi kênh của Na, các bạn phải đặc biệt lưu tâm. Đó là khi mà các bạn cầm cổ phiếu khỏe thì chính là các bạn đang cho mình một cái tỷ lệ thắng cao nhất thị trường. Được không? Chúng ta đang có một cái tỷ lệ thắng cao nhất thị trường nếu các bạn cầm vào những cái cổ phiếu khỏe hơn thị trường. Bởi vì như thế nào? Đó là khi mà các bạn thắng, đó là chiến thắng nó sẽ là vang dội nhất, nó sẽ là lớn nhất. Các bạn cầm vào được những cổ phiếu sinh lãi thuộc top thị trường. Còn nếu như chúng ta thua, nếu thị trường gặp rủi ro và không như mong đợi, thì thị trường này nếu mà chúng ta không thắng thì sẽ hiếm người thắng. Nên lấy ví dụ một cách đơn giản, nếu ở đây mà những cổ phiếu như TPBank Na cầm
mà nó quay lại những vùng giá dưới đây, những vùng 15.6, thì có phải đó là các cổ phiếu khác nó giảm 20% không? Điều này là Na đã nói trong nhiều livestream trước rồi. Nếu mà những cổ phiếu khỏe nhất thị trường này mà nó còn giảm về đây, thì những cổ phiếu như đất xanh hay những cổ phiếu thép hay những cổ phiếu yếu trên thị trường chắc nó giảm 20%. Vậy thì với Na nè, nếu mà thị trường lên được, có phải Na đang cầm những cổ phiếu khỏe nhất với những vị thế tốt nhất không? Còn nếu như ở đây Na thua, thì Na cho rằng mệnh chả mất gì nhiều. Một, coi như cuộc chơi này tôi hề vốn. Thị trường nếu mà như vậy làm gì có cơ hội. Đúng không anh chị em? Và nhiều bạn thì chúng ta đi đầu tư, chúng ta cứ quan trọng đúng sai như Na khẳng định với các bạn rồi. Nếu các bạn là một nhân chuyên nghiệp á, thứ nhất mình tập trung, mình nâng cao năng lực của mình lên, mình bớt sân si lại. Và cái tiếp theo đó là khi bạn là dân chuyên, bạn phải có kế hoạch cho mọi thứ. Và ở đây cái kế hoạch của Na đó là làm sao Na phải có một cái tỷ lệ thắng lớn nhất. Bởi vì Na biết rằng là nếu mà thời điểm hiện tại nhá, nếu mà mọi thứ không đi đúng kế hoạch, mà nếu không có sóng luôn, Na biết rằng là tôi sẽ giữ được tiền. Và nếu mà chỉ cần thị trường cho tôi một cái cơ hội nào đó, tôi sẽ nắm bắt tốt nhất thị trường. Vậy thì với cái tư duy đó thì Na nói với anh chị em là trên thị trường này thì gần như các bạn trở thành master đó. Chứ còn làm sao mà chúng ta có thể khống chế được cái thị trường, chúng ta đang kiếm tiền theo thị trường mà anh chị em. Thì khi mà kiếm tiền theo thị trường như vậy thì chúng ta chỉ có thể làm những cái thứ tốt nhất mà bản thân mình có thể làm thôi. Chúng ta hãy thực tế một chút. Đó, vậy thì với Na nè, khi mà Na thấy được một thị trường ở thời điểm hiện tại như thế này, và bạn nào chúng ta muốn nghe phân tích thị trường chuyên sâu hơn, các bạn nhớ like, follow kênh để các bạn có thể gặp Na trong những cái buổi livestream. Đồng thời, nếu các bạn có một cái kiến thức chuyên sâu hơn về những cái câu chuyện cổ phiếu mạnh yếu thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với trợ lý để về đồng hành cùng Na. Số trợ lý ở trên đây, các bạn có thể kết bạn trợ lý giúp Na nhé. Bởi vì trợ lý bị chặn nhắn tin cho người lạ, thì có những anh chị em kết bạn nhắn tin trợ lý một câu giúp Na. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và Na nói rồi, không có gì là mãi mãi đâu. Ngày hôm nay các bạn có thể là đang cầm đất xanh và các bạn đang cầm những cổ phiếu rất yếu, thậm chí là cầm full margin, thì Na nghĩ rằng là chuyện đó nó cũng chẳng có gì, nó là mãi mãi. Một cổ phiếu yếu nó có thể trở nên khỏe mạnh, và một cổ phiếu mạnh nó có thể trở nên yếu. Thì hiện tại bạn đang có một cái tư duy nó chưa đầy đủ trên thị trường đó, bởi vì chúng ta chưa biết thôi. Thì Na mong muốn Na ngồi đây Na chia sẻ cho bạn được nhiều kiến thức. Và nếu như thời gian vừa rồi các bạn đầu tư mà chúng ta chưa có đường lối rõ ràng, và gần như mình phụ thuộc hoàn toàn vào broker, nhưng mà đến với broker này được 1-2 tháng mình lại thấy không ok, mình chuyển qua và mình chuyển cả chục broker vẫn thấy không ok, thì các bạn nên suy xét lại. Chúng ta cần phải trau dồi năng lực bản thân để khi đó các bạn tự đưa ra được quyết định. Và với Na trong thời gian này, Na đặt một cái mục tiêu rất lớn rằng là làm sao đó để Na có thể đào tạo khách hàng của Na để trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư. Na không nói là mình sẽ chỉ đơn giản đi lệnh. Na mong muốn Na có một cái khát khao rất lớn, Na có thể đào tạo cho anh chị em để chính anh chị em là người quyết định đến cái thành bại của mình trên thị trường. Và nếu anh chị em cảm thấy phù hợp với tư duy của Na, và từ nay trở đi mình muốn có một cái trang mới hoàn toàn, mình không muốn rằng là cái vận mệnh của mình nó cắm mình vào những cái cổ phiếu gọi là random, thích thì mạnh, thích thì yếu, bây giờ tôi sẽ có một cái sự quyết định nào đó cho cái danh mục của tôi, thì hãy về với Na để các bạn học những cái buổi đào tạo của Na. Và hoàn toàn những buổi này là miễn phí. Những cái buổi liên quan đến leader, đến cổ phiếu mạnh yếu, Na nói thật, Na có thể bán cho các bạn không biết bao nhiêu tiền. Nhưng ở đây nè, thôi thay vì lấy tiền, Na xin nhận một tí cái tình yêu thương của anh chị em. Anh chị em nhớ để lại cho kênh nút like, nút follow. Và nếu mà thương Na hơn thì có thể về đồng hành cùng Na. Và không chỉ những buổi học đó mà sau này cũng sẽ có những buổi học khác. Và trong tuần này Na có một cái buổi học. Đó là bởi vì chúng ta đã gọi là xử lý danh mục xong rồi, chúng ta cơ cấu danh mục xong rồi, thì phần tiền còn lại chúng ta bình tĩnh và chúng ta sẵn sàng, chúng ta ngồi chơi xơi nước những cổ phiếu khỏe, và mình đợi chờ những siêu cổ phiếu trong thời gian tới có điểm mua để mình tham gia. Và trong cuối tuần này sẽ có một buổi là thiết kế danh mục siêu cổ hội tụ. Nó sẽ chia sẻ cho anh chị em về cổ phiếu tiềm năng, về câu chuyện sắp xếp danh mục, và để làm sao đó chúng ta đi vốn một cách thuận lợi nhất. Đó sẽ là những yếu tố quan trọng bậc nhất để bạn tạo ra một cái lá bùa hộ mệnh của chính mình. Không có gì là 100%, nhưng chúng ta phải nắm bắt và phải tự mình tìm kiếm được cái sự may mắn của chính mình. Thì đó mới là cái thứ mà Na thực sự Na tìm kiếm. Với những kỹ năng mà săn cổ phiếu mạnh, quản trị danh mục, thì Na nghĩ rằng là một thời gian mà các bạn luyện tập, các bạn sẽ có được sự may mắn lớn nhất, và sự may mắn đó đến từ nỗ lực chứ nó không phải đến từ đâu cả. Và sau này hy vọng rằng là qua những chia sẻ của Na, các bạn sẽ không cần môi giới nữa. Và Na mong muốn rằng là trong cái thời gian làm nghề của mình chia sẻ được nhiều giá trị nhất. Nên anh chị em chúng ta nhớ để lại một nút like, một nút follow kênh. Còn đây chúng ta sẽ có một cái mini game cho những bạn nào chúng ta gọi là đã xem đến những cái phần đến đây rồi, thì Na muốn dành tặng cho anh chị em một cái cuốn sách
Và chúng ta sẽ có một cái mini game như sau. Đó là anh chị em vui lòng để lại xuống dưới cái video này một cái bình luận về như sau. Một cái bình luận như sau. Đầu tiên đó là ghi chữ cổ phiếu mạnh gạch ngang. Và cái tiếp theo đó, các bạn hãy dự đoán giúp Na cái chỉ số VN Index của kết phiên ngày mai, ngày 3 tháng 10 2024. Bốn số thôi các bạn. Ví dụ như là 128X, 1300 gì đó, thì anh chị em có thể bình luận ở đây. Để nếu như bạn nào chúng ta gọi là đúng đầu tiên thì Na sẽ xin phép dành tặng cho bạn cái cuốn sách Chết Vì Chứng Khoán. Một cuốn sách tương đối là dễ đọc và mang đậm tư duy của một nhân đánh chu kỳ và săn cổ phiếu mạnh. Đó, để các bạn xem thử rằng là cái tư duy của Na có phải lấy từ trong sách ra hay không. Và chúng ta sẽ kết hợp qua lại. Sách sẽ là người cho các bạn tư duy đúng, và Na sẽ là người diễn giải những cái ý kiến, những cái kiến thức từ trong sách và áp dụng thực tế với thị trường Việt Nam. Và cảm ơn anh chị em rất nhiều. Nhớ share những cái buổi chia sẻ này của Na cho những bạn khác, để chúng ta hoàn toàn có một cộng đồng đầu tư. Và Na muốn nói rằng là những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Chào tất cả anh chị em.